Dạo này đi cast, đi công tác nhiều quá, mệt bã cả người. Mà bố khỉ, kể từ khi set up được quả góc làm việc mới thì chả mấy khi lại động vào. Bây giờ chắc là phải tính cái phương án khác mới được. Wait a minute. Alo, vợ à? Dạo này phải đi công tác nhiều, mà đi cast kia thứ nhiều quá, vất vả quá. Mà đang cần con laptop mới. Đấy, vợ duyệt chi quả 50 củ nhá. Đấy, duyệt chi 50 củ mua quả laptop mới nhá. Ok à? Được quá nhỉ. Đấy, ok luôn. Được nhá. Yêu vợ nhất luôn, yêu nhất luôn đấy. Alo Hoàng à? Ô anh Hải à? Sao anh khỏe không em? Ui, anh đang có cái này muốn nhờ chú tí. Ui, góc setup có vấn đề gì à anh? Hay là anh cần hỗ trợ gì không? Cần sửa chữa gì à? Không, góc setup hôm nọ là chuẩn chỉnh rồi, mượt mà rồi. Nó lại có một vấn đề như này, tức là từ cái hôm setup xong ấy thì đợt này anh lại hay đi cát giải, rồi anh lại đi công tác nhiều. Nên đâm ra là chả dùng đến cái PC các thứ mấy. Đấy, bây giờ anh lại muốn kiếm một cái con laptop. Tại em biết là dạo này nó mới ra con Diablo 4 này. Đấy, đang hot quá mà cũng đang muốn là kiểu tranh thủ đi công tác các thứ, vừa ngồi lúc nào mà rảnh rảnh đánh tí. Đấy, cày level các kiểu để cho nó bằng chị bằng em. Chú xem mà có cái con nào nó phù hợp không? Ủa thế để em tư vấn em vài con 80-100 triệu nhá. Ôi, 80-100 triệu tiền đâu ra? Vợ anh ấy vừa chỉ duyệt thi anh có 25 triệu thôi. Vợ duyệt thi quả 50 củ nhá. Đấy, thế nên là em xem thế nào để có con nào học sinh sinh viên thôi nhá. Khó nhờ, để đợi em tí em xem thôi nào. À, đây rồi anh ơi, em có một con ngay đây rồi. Thế thì anh muốn bọn em ship hàng tận nơi hay là anh đến đây xem anh nhỉ? Thôi được rồi, anh chạy qua bên em xem đấy, cho nó hợp lý. Đấy, mình xem, mình nâng lên đặt xuống để xem nó nào cho nó hợp lý nhá. Lâu rồi mình cũng không đi ra ngoài. Vâng, ok, anh qua ngay anh nhá. Anh đến rồi này, đâu rồi nhỉ? Đến chơi chẳng? Không cần phải qua, Thế dạo này, mày anh nào? Em hôm trước vừa đến qua nâng cấp, cần nâng cấp thêm chưa? Không, quả máy đấy thì ngon, chơi nó căng đét luôn. Nhưng mà vấn đề là bây giờ anh lại hay đi công tác nhiều, đi cast các thứ ở ngoài nhiều. Mà nó lại mới ra quả Diablo 4. Đấy, mà bây giờ thì mình đi cast thì ở đấy nó phải tốn nhiều thời gian để chờ. Đấy, mà lúc chờ thì mình làm gì? Mình lại phải ngồi chơi, game để cây thì nó mới bắt kịp tiến độ của bạn bè. Đấy, thì bây giờ anh muốn tìm một cái con lab đấy mà chơi được Diablo 4. Mà nó lại phải chơi, nó lại ở mượt à? Mượt. Khó nhờ. Thế dạo này anh đi cast là gì ấy? Cast FIFA mà. Vẫn cast FIFA à? Ừ. Ui, thế thì công nhận là sẽ có nhiều thời gian rảnh cho lúc cast đúng không? Đúng không, giữa những gì đâu. Thời gian chờ là lâu. Đấy, thế thôi, bây giờ muốn anh em mình lên trên xem cái kho của Gigabyte nhá. Ngay kia rồi, quẩy ngay kia anh ạ. Gigabyte đúng không em? Rồi, đây là một trong những con laptop anh gọi là nên mua. Bởi vì là em thấy là nó khá hợp lý trong tập tiền của anh. Đây, đây anh ơi. Thì anh em mình nào nói chuyện qua ở trên điện thoại rồi đúng không? Anh đang muốn một con dưới 25. Thì nói thật là về quan điểm của em thấy con này cũng khá tốt. À thế à? Con này khá là tốt. Thì hiện tại đây là con đấy, có mấy dòng thì con này là con G5. Và nó sẽ có chip 12 với cả 3050. Khỏe đấy chứ. Dưới 25 mà cả 3050 là ghê gớm đấy chứ. Đấy, anh thử cầm nắm xem có thích không? Sờ thích không? Ôi, trông cứng cáp mà nhẹ nhỉ? Vâng. Trông cứng cáp mà rất là nhẹ nhá. Nói chung là đây là cái phiên bản 8GB. Nhưng mà em sẽ tư vấn cho anh phiên bản 16 đi. Cái game anh chơi nặng nề đúng không? Chính xác là như thế. Con này cầm chắc là độ khoảng 2 cân đúng không? Ui, nói chung là một con laptop gaming mà 2 cân này em thấy là khá là nhẹ rồi. Anh thấy công nhận là sờ, nếu mà anh cầm đi xách vai hay đúng là rồi, anh để trong lưng thì thấy cũng ok đúng không? Rất là cứng cáp mà rất là khỏe mạnh. Anh rất thích cái dáng kiểu như này. Mà con này thì tuy là nhẹ như thế nhưng mà cấu hình nó nặng cân đấy. Nói chung là trong này thì nó không còn là mấy con chip dầm dầm nữa, mà là con chip H, thì 2500H, 16GB là phiên bản em sẽ định cho anh mua ấy. Và con 3050, 4GB. Anh nghĩ tầm đấy chạy được không? Tầm đấy anh nghĩ chắc là cũng có thể cân được. Hiện tại là Diablo 4 thì nó đang là thuộc dạng là open beta, có open thể là beta. Nó chưa phải là quá tối ưu, nó chưa tối ưu em 100%, nhưng anh nghĩ là với cái con chip như thế và các đồ họa như thế là có lẽ là đủ để cân. Chắc là ok rồi đó. Anh sờ chắc chắn con này rồi. Con này được. Nhưng mà từ từ đã. Cho Diablo nó 85GB, con này ổ bao nhiêu, đủ không? Ủa anh ơi, con này ổ 512. Được chưa? Chứa hết được tất được. Anh tải 4 cái Diablo cũng được luôn. Em đảm bảo thế luôn. Con này thì nói thật là về cái lượng
pin ấy thì nó sẽ có một chút chút điểm yếu nhẹ nhẹ thôi. Nếu mà anh chơi game anh bắt buộc phải cắm dây. Đấy, bởi vì là thực ra thì laptop gaming còn nào thế. Đúng rồi, con nào cũng phải cắm dây hết. Nhưng mà nếu mà anh đem đi đem lại mà kiểu để trong lúc anh cast ấy thì vẫn lướt Facebook, xem YouTube thoải mái, không có đề gì cả. Thời lượng pin thì chắc là khoảng tầm 4-5 tiếng rồi đấy. 4-5 tiếng một cái thời gian cast thì ok đúng không anh? Thế còn màn hình thì nó như nào? À màn hình à? Thì con này anh chơi Diablo anh có thể cảm thấy cần tần số quét cao. Ví dụ như là Free Fire thì 60fps thì không đáng gì rồi. Nhưng Diablo anh nghĩ là cần 144 không? Nhưng mà còn mấy cái bắn súng nữa, anh chơi cả mấy cái bắn súng mà. Thì con này đáp ứng thoải mái. À thế à? Thì anh chơi luôn, bởi vì con này là 114, anh chơi CS2, không hay gì cả. Ngon, mua con này đợi đến hè bắn CS2 luôn. Đợi con này hè bắn CS2 thoải mái luôn anh nhá. Có một cái này hỏi nhỏ tí là ở đây có mua xong rồi có crack Windows không nhỉ? anh ơi, hà còn mà em bán Windows bản quyền hết. À bản quyền 2022 rồi ai chơi crack nữa. Con này đi kèm bản quyền Windows. À thế à? Luôn. Tuyệt vời. Theo như nhớ là Windows 11 mới nhất. Tuyệt vời luôn. Anh không phải lo lắng gì cả. Anh em mình xuống thanh toán nhá. Con này thì lại may. Anh em mình sang đây lại may đấy anh ạ. À hên à? Hôm bình thường con này là 22.999. Nhưng mà hôm nay bọn em giảm 300. Trong tháng này luôn anh nhá. Trong tháng này luôn bọn em giảm 300 cho tất cả người muốn. Không phải anh nữa, không phải là em. Em ở đây em độc quyền cho anh thôi nhá. Đó là tất cả mọi người đều được giảm nhá. Tưởng em người nhà. Ôi con. Em không có ưu tiên. Thôi anh em mình đi xuống đi. Ok. Anh ơi, anh lấy cho em cái laptop nhá. Kiểu này. Đây ok, anh ngồi đây. Tiện ạ. Em mời anh Hải qua nhận hàng giúp em ạ. Đây anh ơi, đấy đầy đủ rồi, laptop của anh này. Và thêm mấy đồ nữa. Anh có mua cái này đâu nhỉ? Ôi dồi anh ơi, hả con bọn em mua laptop tặng quà anh. Tặng quà. Tặng mượt đấy. Ba văn lô này. Tặng phiếu bảo dưỡng laptop miễn phí trọn đời. Mà trọn đời của laptop luôn nhá, còn trọn đời người hơi khó. Với cả một cái phiếu chăm sóc khách hàng nữa. Tức là anh cứ bảo xong đọc mã ra là rồi. Mọi người hỗ trợ cho. Đọc pass là được hỗ trợ đúng không? Đọc pass hỗ trợ. Rồi. Nhưng mà em biết anh người nổi tiếng, bây giờ anh có thể về luôn rồi. Nhưng mà thôi cho đúng quy trình mình nên kiểm tra máy tính nhá. Ok. Ok. Để em bê rồi, anh đi rồi sao. Đây rồi, mình vào chỗ này này để bọn em kiểm tra. Anh ơi, anh đây, anh kiểm tra máy cho khách nhá. Với cả anh, đầu tiên là anh cài đặt Windows. Với cả anh cần thêm gì không nhỉ? Cài Diablo 4. Diablo 4 à, về nhà đỡ phải tải. Về đỡ phải tải, tận dụng mạng đây luôn. Được, đang có con Diablo 4 thì anh cài hộ khách cho em luôn nhá. Ok anh. Anh ngồi đi. Với cả anh gọi là trải nghiệm 100% hardcore mới là bọn em còn có thêm nước nữa. Nước cream, nước ngọt nữa, anh uống không? Có gì nước thì ngon nhất mà hết này. Đủ luôn. Anh thích trà nào à? Nào, thích Fanta. Ngon không anh? Được em ơi. Rồi, thế đợi tí mấy anh kỹ thuật cài 2 phút xong. Anh em cài xong rồi anh có thể test qua giúp em nhé. Rồi. Cấu hình của anh đây nhé. Win11 Home Single Language cái bản quyền này. Rồi. Chip 12.000. Rồi. i5 12.500H. RAM 16GB. Rồi, chuẩn rồi. Cạc 3050 này. Rồi. Ổ cứng của anh là 500GB. Rồi. Em chia cho anh hai ổ rồi nhé. Cấu hình chuẩn rồi. Rồi, bây giờ nó thật là em thấy là test xong rồi nhưng mà để đảm bảo nhất thì em nghĩ rằng anh em mình ra kia cắm dây mạng rồi test nhá. Chơi Diablo luôn. Mình test Diablo luôn. Diablo luôn. Ok nhá. Này. Để bế máy à. Tí nữa lấy đồ sạc. Để cầm cái sạc này. Ok đi anh. Ôi 60fps anh, ngon. Cái máy anh thấy nào nhỉ? Ngon rồi. Ngon rồi. Chơi ổn rồi. Ổn rồi. Là đủ để mà gọi là chiến game trong lúc gọi là ngồi chờ ấy. Thời gian ngồi chờ sốt ruột thì làm bài trận đêm là ok rồi. Công nhận đúng là cái lúc mà ngồi chờ thì mình cũng không có yêu cầu phải quá đúng cao rồi. Nhỉ? Không phải thế nào mà như trải nghiệm máy tính 100 triệu ở nhà được đúng không? Nó thật là em thấy là hiệu năng ổn rồi. Thôi bây giờ em đóng gói cho anh đi về nhưng bây giờ thì chưa giờ rồi. Chưa đói rồi. Nhanh lên. Ok, đây anh ơi, hàng hóa anh đóng xong rồi. Thì thực sự là rất là cảm ơn anh đã qua Hacom ủng hộ con laptop này nhá. Hy vọng là anh đã có sẽ có thật là nhiều giờ chơi con Diablo. Sắp tới anh định mua bản gì? Ultimate hay là bản thường? Ultimate, mua rồi. Mua rồi, tuyệt vời. Thôi, bây giờ để em dẫn anh xuống nhà nhá. Ok.
Chào các bạn.